xin chào xin chào tất cả các bạn ừ, ngày hôm nay buổi tối thì ngoài mục tiêu nghe chuyện ra chắc hẳn các bạn vừa hoặc là chuẩn bị xem trận chung kết của việt nam rồi mình đang thu cái video này là buổi chiều nên cũng không biết là buổi tối lúc đấy việt nam thắng hay thua nhưng mà dù sao thắng hay thua thì chúng ta vẫn phải tiếp tục nào nụ cười đúng không chúc các bạn sẽ có những giây phút của buổi tối thứ ba tuyệt vời quỷ bí chi chủ chương sáu bảy lời hồi đáp giọng đọc bá tiến mặt trăng đỏ yên lặng treo trên bầu trời cao vời vời chiếu dọi thành phố tin thành phố đại học đang dần yên tĩnh lại clen đứng trước bàn học xuyên qua cửa sổ lùi nhìn xuống phố hoa thủy tiên vắng lặng bóng người tai nghe tiếng ngựa đằng xa lao nhanh trên phố hắn cầm chiếc đồng hồ bỏ túi với hoa văn cành lá màu trắng bạc ấn chóp mở ra nhìn thoáng qua rồi giơ tay kéo rèm cửa lại làm cho ánh sáng đèn khí ga màu vàng chiếu rõ căn phòng ngủ lên không nhanh không chậm xoay người khóa trái cửa phòng rồi khóa van khí ga lại toàn bộ căn phòng này tức thì bị bóng tối bao phủ chỉ có ánh trăng đỏ rực xuyên qua lớp rèm cửa sổ mang thêm màu sắc vào trong tạo ra cảnh tượng đêm khuya trong chuyện cổ tích của nhiều dân tộc trong cảnh tượng ấy Clint lấy một ngọn dao bằng bạc ra, làm cho đầu óc của mình phát thảo hình quả cầu ánh sáng lại khiến bản thân của mình tiến vào trạng thái minh tưởng. Hắn tập trung tinh thần, dựa theo những gì luyện tập lúc trước, khiến linh tính mọc lên theo mũi dao. Sau đó, khiến chúng di chuyển quanh bản thân của mình, kết hợp một cách kỳ diệu với hoàn cảnh xung quanh mà đóng kín căn phòng này lại. Hắn làm như vậy để tránh việc xuất hiện dao động dị thường, khiến Benson và Melissa bị đánh thức. Tiếp theo, Clint đặt dao xuống, đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ mỗi một bước hắn lại lầm nhẩm đọc thần chú tới từ trái đất tiếng gào thét và nỉ non không hề thay đổi kéo tới sự điên cuồng và đau đớn ập lên người hắn cố gắng hết sức chống thế bản thân mình ở trạng thái gần như nửa mơ nửa hồ tình này chống đỡ qua giai đoạn nguy hiểm nhất khó chịu đựng nhất màn sương mù xám trắng mênh mông vô tận những ngôi sao đỏ sậm xa gần và thần điện nguy nga sừng sững đứng đó hay những người khổng lồ đã chiết xuất hiện y hệt những gì Klein gặp trước đây. Không có gì thay đổi, sự yên lặng và cổ xưa từ mấy chục nghìn năm tích lũy đập vào mặt. Không, vẫn có thay đổi đấy. lên tập trung vào một ngôi sao đỏ sậm bên cạnh. Đây là ngôi sao tượng trưng cho chính nghĩa. Ngôi sao này liên tục co vào rồi phình ra, biên độ không lớn nhưng lặp lại không ngừng. lên cẩn thận đưa linh tính của bản thân tới ngôi sao đỏ sậm kia. Khi linh tính chạm tới ngôi sao này, đó óc của hắn bỗng vang lên một tiếng ồ sau đó hắn thấy một hình ảnh mơ hồ và méo mó nghe thấy tiếng cầu khẩn hư ảo và chồng chéo vào nhau hỡi kẻ khờ không thuộc về thời đại này ngài là chúa tể thần bí phía chân mặt sơn xám ngài là vị vua hoàng hắc chấp trưởng vận may tôi cầu xin sự giúp đỡ của ngài tôi cầu xin ngài cho tôi một giấc mơ đẹp tôi cầu xin ngài cho tôi một giấc mơ đẹp tôi cầu xin ngài cho tôi một giấc mơ đẹp giọng một cô gái không ngừng vang vọng, lồng vào nhau. Tinh thần của Glenn cũng trở nên phiền chán và hỗn độn theo. Hệt như vừa mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng đập bàn, phá đổ và cãi nhau từ tầng trên vậy. Hắn cố điều chỉnh cảm xúc, dùng minh tưởng, xuôi, sự kích động trong lòng rồi cẩn thận nhìn rõ hình ảnh mơ hồ đang hiện ở trước mặt mình. Đó là một cô gái mặc áo tràng màu trắng với mái tóc vàng óng ả. À. Cô ta đứng trước ánh lửa của bốn ngọn nến, cúi đầu kính cẩn đọc liên tục. Theo hình ảnh méo mó đó, Clint tạm nhận ra đây là cô nàng chính nghĩa. Đến lúc này hắn hoàn toàn khẳng định rằng thần chú nghi thức của mình hoàn toàn có thể chỉ tới nơi này thôi. Chỉ tới một mình cách chính xác luôn. Điều này khiến hắn cảm thấy rất có thành tựu, Cảm thấy sự tò mò, mò mẫm trước nay chưa từng có của mình rất hiệu quả. Ta sẽ không tự khen mình quá giỏi đâu. Tâm tình của Clint trở nên tốt đẹp hơn. Hắn chỉ cảm thấy tiếng cầu khẩn vang vọng bên tai như tiếng vo ve của lũ ruồi bọ cũng có thể chấp nhận được vậy. Bóng, một ý nghĩ nảy lên trong đầu. Hắn thử phát thảo lời hồi đáp. Trong đầu, rồi thông qua một liên hệ vi diệu kia, chuyển cho ngôi sao đỏ sậm. Ta đã biết. Trong tầm mắt là màn xương xám dày đặc với một bóng người mơ mơ hồ hồ, méo mó, đứng ở nơi sâu nhất. Đôi mắt ngài có màu đỏ sậm chảy quanh. Kèm đó là một giọng nói không ngừng vang vọng trong thế giới trống trải chẳng có gì này. Ta đã biết, ta đã biết, ta đã biết. Andre Ho tràn tỉnh, ôm chăn ngồi dậy, trong đầu toàn hình ảnh của mình vừa mơ thấy. Cô biết rõ, mình vừa mơ tới kẻ khờ, con người thần bí ở trên màn sương xám kia. Đây là đáp lại của lời cầu khẩn của ta sao? Andre nhanh chóng tiến vào trạng thái khán giả, ban đầu tỉnh táo phân tích. Tuy cô không hiểu vì sao kẻ khờ không đáp lại ngay lúc trước, mà nghi thức này phải chờ tới đêm, nhưng vẫn cảm thấy chấn động vì nghi thức ma pháp này và những câu thần chú kia thật sự có tác dụng. Lúc trước cô có cầu khẩn tới nữ thần đêm tối Nhưng chưa bao giờ được đáp lại cả Ngay kẻ khờ Tuy không phải thần linh Nhưng chắc chắn không xê xích gì nhiều đâu Ares à, thậm chí hít vào một hơi Rồi từ từ thở ra Đối phương đó là kẻ mạnh tới mức không thể phản kháng Cô ta nhanh chóng quẳng sâu Lo âu ra đầu Rồi suy nghĩ tiếp theo nên làm gì Thứ nhất Tiêu hóa hết ma giờ khán giả đi đã Việc đóng vai của mình coi như không tệ đâu Thứ hai, tìm kiếm hội tâm lý luyện kim. Thứ ba, xem có thể lấy được phương pháp điều chế ma dược người độc tâm không, từ chỗ ngài kẻ khở, hoặc là manh mối về hội tâm lý luyện kim cũng được. Chẳng qua, mỗi một nhân vật giống thần linh đều có chuỗi danh sách hoàn chỉnh của mình, chưa chắc đã biết phương pháp điều chế các danh sách đường tác khác đâu. Tổ chức phi phàm mới sinh ra từ hội tâm lý luyện kim cũng chưa chắc có tư cách khiến ngài kẻ khở chú ý đến. Sau khi ngắt kết nối, Klein với tâm tình khá tốt ngồi xuống ghế chủ nhân trên chiếc bàn đồng thao dài. Hắn dựa lên phần lưng ghế tựa, toàn thân được bao phủ trong màn sương xám, tay gối lên thành ghế, nắm lại rồi đẻ miệng cạnh ra, bắt đầu hồi tưởng và xem xét chi tiết quá trình vừa rồi. Lúc này, trong thế giới sương xám, chỉ có một mình sinh linh là hắn thôi, ngoài ra thì yên lặng không tiếng động. Dường như chỉ có thể truyền tin tức qua lại chứ không thể mượn nó để điều động sức mạnh nơi này. Xem ra, ý tưởng lúc trước của ta không thể thực hiện được rồi. Lên lặng lẽ tổng kết. Tính toán ban đầu của hắn là nếu nghi thức và thần chú mà hắn thiết kế này hữu hiệu, thì thử xem liệu có thể dùng cách này để trói chặt bản thân với thế giới xương xám này không. Từ đó dẫn mở sức mạnh của không gian thần bí này. Đến một lúc đó, hắn có thể tự cầu khẩn với bản thân mình mà vòng qua những hạn chế bí ẩn và nguy hiểm sử dụng thế giới xương xám này một cách nhiều hơn. Ví dụ như hắn có thể tiến hành nghi thức trước để khẩn cầu bản thân của mình ban cho. Tiếp theo tiến vào thế giới này hưởng ứng lời cầu khẩn rồi ban ân. Xem ra ta hãy còn mơ mộng viển vông lắm rồi. Sự hiểu biết và nắm giữ của ta với thế giới xương xám này còn lâu mới đạt tới trình độ kia. Glenn lắc đầu tự diễu chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này hắn thấy ngôi sao đỏ tượng trưng cho người treo ngược bắt đầu co vào phình ra nghe được những âm thanh hư ảo mà vô hình phát ra thành từng vòng đúng lúc gặp được người treo ngược tiến hành nghi thức sao Clint gật đầu hắn yên vị trên ghế giơ tay khẽ chạm vào ngôi sao này linh tính tràn ra rồi chạm tới ngôi sao đỏ sậm đang không ngừng co vào rồi phình ra kia hắn nghe được giọng khẩn cầu trầm thấp và trồng chéo lên nhau của người treo ngược đồng thời cũng thấy được hình ảnh nhòe nhòe khổng lồ không rõ trong lúc này hắn nhìn thấy người treo ngược mặc một chiếc áo choàng đen xì đứng trước bốn ngọn lửa xung quanh là bức tường tạo ra từ linh tính dùng để ngăn cách ảnh hưởng từ bên ngoài Clint không lập tức đáp lại mà cứ lặng im nhìn lặng lặng nghe ngài là vị vua hoàng hắc chấp trưởng vận may tôi khẩn cầu sự giúp đỡ của ngài người trong ngược khẩn cầu xong rồi trò trong chốc lát nhưng không thấy trả lời thì bắt đầu hủy bỏ bức tường linh tính thổi tắt ngọn lửa và thu thập đàn tế. Đến lúc cuối cùng anh ta tự tay lao qua, nước lan ra khiến chiếc bàn được dùng nằm đến tế kia trở nên bóng loáng đẹp đẽ hơn. Pháp thuật hệ nước sao? Sự ban ơn của bão táp? Ừ, quả từ người trong ngược này chỉ ít là nhà hàng hải mà. Clint khẽ gật đầu. Trước khi hình ảnh biến mất, hắn dựa theo phương thức như trước đưa lời hồi đáp truyền lại cho người trong ngược. Akis Wilson đang ở trong thành phố Hào Phóng, thủ phủ của quần đảo Rostes anh ta không đi tới một nơi có tên là Giạp Hát Đỏ với các thủy thủ đoàn mà ở lại khách sạn, đóng chặt cửa sổ rồi thử nghi thức mà kẻ khờ đã nói. Sau khi hoàn thành việc cầu khẩn một cách quen thuộc, Akis kiên nhẫn trong một lúc nhưng không được đáp lại. Xem ra, lần thử nghiệm này không thành công rồi. Ngay kẻ khờ phải đổi cách khác rồi. Anh ta nghĩ với cảm giác nửa may mắn nửa thất vọng. Sau khi dọn sạch sạch sẽ đi, Akis định xuống tầng uống Ranze mạnh. Cồn rất có ích cho việc phát huy năng lực của người dân nổi giận. Cho nên đám người bên cạnh kẻ trừng phạt của chúa thể báo táp thường khá thích loại thức uống này. Akis mở cửa phòng. Đang định đi ra thì bỗng nhiên hoa mắt. Thấy trên hành lang là màn sương xám hư ảo và vô tận. Thấy một bóng người ngồi ở nơi sâu nhất, hẹt như đang ngồi trên ngai vàng cao xa vậy. Ta đã biết giọng nói trầm và quen thuộc vang vọng bên tai của Akis, làm cho anh ta đờ người ra đó, đau đầu, đau đớn giật giật. Đôi mắt của Akis dần sâu thẳm, anh ta nhìn bốn phía, lại phát hiện mọi thứ không khác lúc trước là bao, vẫn là phần sàn dẫm lên cái là rung rung, vẫn là ánh nến treo trên bức tường đã có tuổi kia, vẫn là hành lang không được coi là quá sạch sẽ. Ta đã biết, bên tai của Akis như còn vang vọng âm thanh đó, sắc mặt của anh trở nên xa sầm xuống, anh ta giơ nắm tay khẽ đánh lên ngực của mình không lại không thể nói ra câu nói tôn kính của chúa tể bão táp sau một hồi lâu im lặng vẻ mặt của agis đã bình thường trở lại chỉ là đôi mắt sâu sắc hơn đôi phần lúc này trên sương mù sám kia lên không chỉ hoãn quá lâu cho khi âm thanh còn sót lại quy về yên tĩnh hắn lấy tinh tính hắn lấy linh tính bọc bản thân rồi rơi vào một sương sám kia rơi vào thế giới vật chất quang cảnh vụt lóe qua trước mặt, hệt như những hình ảnh điện ảnh được tăng tốc độ lên mấy chục lần vậy. Sau một hồi đầu óc mê muội, Glenn đã nhìn thấy rèm cửa sổ với ánh trăng đỏ rực xuyên qua, thấy bàn học và giá sách mông lung. Hắn lại cầm con dao bằng bạc, hủy bỏ bức tường linh tính trong căn phòng này, sau đó lặng lẽ mở cửa, cho một cơn gió bất thình lình thổi qua mà ngắm nhìn hành lang. Thấy phòng của Benson và Melissa không có động tĩnh gì, hắn mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Nghi thức đổi vận này đúng là cần thiết cho du lịch tại gia mà. Vừa đủ kín đáo, lại vừa thần bí. Cứ thầm nói một câu, lại đóng cửa rồi đi tới phía giường. Nhiệm vụ ngày mai của hắn là đi theo lãn nêu tới chợ giao dịch các vật phẩm phi phạm. Trường 68 Quái vật Trạng vạng, bóng cố xe ngựa đều bị ánh chiều tà kéo rất rất dài. Glenn vốn đã nói trước với Benson và Melissa ăn tối ở công ty bảo an, đang cùng nêu đi xe ngựa công cộng tới bên cảng. Hắn mặc bộ vét giá rẻ, mua lúc trước vì sợ những trường hợp tương tự sẽ để xảy ra xung đột. Nếu làm hỏng chiếc áo đuôi én vốn được nâng niu cẩn thận thì không chỉ là sót của thôi đâu. Khi ánh sáng mặt trời như thiếu đốt kia, xe ngựa dừng lại, nêu với bộ áo tràng đen cổ điển và mũ nỉ viên tròn cùng màu bước thẳng tới quán bar ác long mà không thèm để ý tới ánh mắt của kẻ khác. Cho dù quán bar này có vẻ hơi xa, cho dù cửa của nó đóng kín rồi, Clint vẫn nghe được tiếng hò hét vang lên liên tiếp, dường như đang cổ vũ cho một vị anh hùng nào đó. Vừa tới gần, hắn bỗng có cảm ứng, bèn quay đầu nhìn về phía kho hàng hóa đối diện quán bar. Thấy một người đàn ông, khôi ngô, ăn vận kiểu tiêu chuẩn, đang đứng ở một chỗ ẩn nấp trên mái nhà. Người này đeo một cái hộp máy móc màu xám trắng cực lớn, tay cầm một chiếc súng trường to và dài với kết cấu phức tạp. Mà hộp kim loại màu xám trắng và súng trường cùng màu kia còn được nối với nhau với một ống dẫn trông rất rõ nữa. Súng trường hơi nước cao cấp sao? Clint ngạc nhiên, quay đầu nhìn nêu rồi nói. Quán ba này còn có thể làm ra được vũ khí như vậy sao? Đây chính là vật do bên quân sự quản lý mà. Tuy rằng sử dụng nhân tố tính học, nhưng chiếc hộp hơi nước cao áp này đeo sau lưng và trọng lượng khá nặng khi những chiến sĩ thiết huyết chân chính mới có thể cầm được mà viên đạn bắn ra từ loại súng này có tốc độ cực cao lực phá hoại khá khủng khiếp lắp thêm bộ ngắm phù hợp thôi gần như là ngang với súng ngắm loại kém rồi gì cơ nêu nheo mắt nhìn sang cũng tỏ ra nghi hoặc làm sao vậy xảy ra chuyện gì ư lên nhìn xung quanh quả nhiên phát hiện ra và người đàn ông tay cầm súng trường liên thanh đang đứng tìm kiếm gì đó chuyện gì vậy nếu tới gần quán ba hỏi người đàn ông vạm vỡ canh giữ cửa người vạm vỡ này hiển nhiên cũng quen biết với cả nêu nặn một nụ cười gượng khiến cơ mặt rung rung rồi nói à vừa rồi quán này suýt nữa bị hủy đấy nghe nói một kẻ bị truy nã tới một vật liệu bị người ta nhận ra thế là thanh niên này này ôi chú của tôi ơi rốt cục hắn làm gì vậy nguy hiểm cỡ nào mà bị đối xử như vậy chứ nhìn súng kia kìa chân tôi như nhũn hết cả ra rồi còn nhún hơn hẳn Lúc quần em Sunny tóc đỏ cả một đêm đấy Anh ta không rõ kẻ bị truy nã có thân phận gì Càng không biết trong đám người này tới đây Mua vật liệu có cả người vi phạm nữa Kẻ bị truy nã sao Cậu có biết hắn là tên gì không Nếu cảm thấy hứng thú bèn hỏi Tên à Tên là Chi Si thì phải Người vạm vỡ trả lời không chắc chắn cho lắm Kẻ sử dụng Chi Si sao Clint giật mình Hiểu chuyện gì đã xảy ra Lúc trước Chuyên không biết mình đã bị Joyce Mayer hoài nghi Nên đã ngây ngang tới chợ đen mua vật liệu Kết quả Bị người báo tin Phía đội ngũ của trái tim máy móc Kẻ trừng phạt Hoặc kẻ các đêm phát hiện ra Dẫn tới xung đột dữ dội Hắn bị bắt chưa? Clint chọc chọc chiếc ba baton Màu đen mạ bạc Nhìn xung quanh thế này hẳn là chưa nhỉ Người vạm vỡ kia lắc đầu Dùng cầm chỉ vào đỉnh mái nhà Của kho hàng đối diện Hắn vọt ra trước khi mấy tên kinh khủng kia tới. Hay, tôi chưa từng thấy ai chạy nhanh như vậy đâu nha. Thật ra anh ta còn chưa thấy năng lực của hắn đâu. Thích khách, nếu không sẽ bị sẽ bị đưa tới nơi không thể miêu tả được để nhận giáo dục lại cho coi. Clint thầm oán một câu. Ờ, à, thế chọn còn mở không? Nếu hoài thẳng vào trọng điểm. Vừa mới khôi phục thôi. Người vạm vỡ trả lời chắc nịch. À, vậy là tốt rồi. Nếu đi tới, giơ tay phải mở cánh cửa nặng này ra. Clint theo sát phía sau. Suýt nữa thì ngạt thở vì mùi rượu cộng với cả mùi oi bức đập vào mặt. Ở chính giữa quán ba ác long là một võ đài bốc sinh. Trên đó, hai người đàn ông đang đánh đấm kịch liệt. Mấy chục vị khách xung quanh đang gieo hò cổ vũ cho người mà mình ủng hộ với đủ mọi loại ngữ điệu thô tục. Nêu mà kệ đám người này, dẫn Nêu đi qua vòng võ đài xuống một căn phòng đánh bia ở phía dưới. Nơi này có hai người cầm gậy bia đang cười cười nói nói. Thấy Nêu mở cửa bước vào thì im bặt vài giây. Sau khi xác nhận người tới, bọn họ lặng lẽ tránh đường cho Neil và Clint đi qua cửa ngầm phía sau. Đi qua vài căn phòng liên tục, tầm mắt của Clint trở nên sáng sủa, thấy một nơi to bằng giảng đường bậc thang đời trước. Nơi này, người thì bày quầy hàng với đủ loại chai lọ bên trên, kẻ thì đi lại giữa các quầy hàng, thi thoảng xem xét, trao đổi hoặc trả giá. Nào, xin chào Clint. Ở đây, tất cả tiền lời đều phải chia cho Squin 1 phần 20. Lão ta là ông chủ của quán bạc Ác Long, cựu đội trưởng tiểu đội cả trừng phạt đấy. Còn dán cả tôi nhiều, là một lão già muốn chết trong rượu. Nêu lắm mồm giới thiệu một câu. Clint ngẫm nghĩ rồi bình luận rất chân thành. Cái này kiếm được hơi bị khớ nha. Bởi vì phí tốn chỉ là cung cấp sân bãi và bảo hộ mà thôi. Nếu cậu thích món gì mà không đủ mang tiền ấy, cứ đi tìm Squin mà mượn. Đương nhiên Lão sẽ lấy lãi rất cao rồi đấy Nói tới đây Nếu nghiến răng nghiến lời Quả nhiên giống sòng bạc mà Cung cấp dịch vụ cho vay nặng lãi Clean cầm nghệ ba tong Vừa quan sát khắp nơi Vừa tò mò hỏi à, Lão quên đấy là một nhà hàng ngải à Đội trưởng của tiểu đội kẻ trừng phạt Hẳn là ở danh sách 7 rồi Không Chỉ là người dân nổi giận thôi Tin ghen không phải là vùng duyên hải Ở nơi này giáo hội nữ thần mạnh hơn giáo hội chúa thể báo táp nhiều nêu nhọ một tiếng. Thực ra Squin có cơ hội trở thành nhà hàng hải đấy, nhưng lão sợ mất khống chế nên đã lựa chọn từ bỏ rồi. Clint đang định hỏi rằng có phải ông chủ quán bar này từng suýt bị mất khống chế, không thì đột nhiên cảm ứng được có một hiện tượng kỳ quái ở bên trái không? Nơi đó như có thứ gì đó đang ẩn nấu vậy, đang thì thầm kẻ lẻ vậy. Clint quay đầu nhìn thì thấy một thanh niên mặt mày tái nhợt, mặc sơ mi sợi đai cũ nát cùng với quần xám dài đặc trưng của tầng lớp lao động. Ánh mắt không tiêu cự nhưng lại lộ rõ sự điên cuồng. Cậu ta đang liên tục làm bầm cái gì đó. Linh cảm của hắn cao thật, có lẽ là vạn công sao? Glenn nhíu mày nói một câu nhỏ. Vừa rồi thứ dẫn linh cảm của mình chính là linh cảm của đối phương. Bình thường mà nói, nhận biết mà linh cảm mang đến sẽ sản sinh tác động lẫn nhau, dường như không thể giấu được người khác. Nhưng người khác này là chỉ người thông linh với những kẻ lợi hại có sở trường tương tự. Với người phi phàm như lên thì khó mà phân rõ được. Chỉ khi linh cảm của đối phương cao tới một mức độ nhất định hoặc xuất hiện sự bóp méo không bình thường thì hắn mới nhận ra thôi. Thanh niên với sắc mặt tái nhợt và mới tóc đen rối bước tới phía này, mang theo vẻ mặt nửa mộng du, nửa điên cuồng. Cậu ta bỗng dừng bước trước mặt của lên kinh ngạc nhìn hắn. Đột nhiên, cậu ta cất tiếng cười to nói, ha <laughs> mùi của cái chết ư, ừ, cái chết. Còn chưa nói xong, cậu ta đột nhiên hét lên, mắt nhắm chặt lại, chảy ra chất lỏng màu đỏ. Á, à, chết tiệt! Thanh niên này che mắt lại, ôm đầu lăn lộn dãy ruộng dưới đất. Một hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại, nằm đó thở hổn hển. Mà trong lúc đó, đám tiểu thương này bày quầy với cả khách hàng lui tới lại chẳng hề ghé mắt để tâm hắn. Glenn đè mũ phớt xuống, mở to mắt, há hốc mồm nhìn lão nêu bên cạnh, dùng hành động để tỏ vẻ kinh ngạc và dò hỏi của mình. Không cần phải để ý đâu, Cậu ta tên là Admiso, một đứa trẻ mồ côi, biệt hiệu là quái vật. Cậu ta có linh cảm trở sinh rất cao đấy. Thường xuyên thấy được những sự vật không nên thấy, nghe được những âm thanh không nên nghe, cho nên rất hay ăn nói lung tung, thường bị thương. Neo lắc đầu giải thích. Cậu ta nhìn ra thân thể này của ta đã chết một lần sau. Lên nhíu mày, hạ thấp giọng hỏi đến nghi hoặc. Kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt và cả trái tim máy móc không nghĩ tới việc nhận cậu ta vào đội sau. Không được. Không ai trong chúng ta có ma dược danh sách phù hợp với cậu ta đâu Nêu thở dài đáp Đúng vậy Đây tương đương với nửa danh sách đầu trời sinh rồi Clint lại tò mò hỏi tiếp Vậy cậu ta hợp với danh sách đường tắt nào? Cậu ta phù hợp với danh sách 9 Có tên là quái vật Bị điệu của cậu ta cũng tới từ điều này Tiếc rằng danh sách đường tắt này Chỉ có thể học phái sinh mệnh Mới nắm giữ được phần đầu thôi Nêu hạ giọng đáp Lúc ông ta và Klein nói chuyện thì đã cố gắng tránh né người xung quanh để phòng việc bị lộ thông tin cho một số kẻ yêu thích thần bí học. Học phái sinh mệnh sao? Klein nhớ tới tư liệu mà mình đọc lúc trước. Tổ chức bí ẩn này xuất hiện ở thời kỳ đầu của kỷ nguyên hiện tại, không rõ nguồn gốc, coi việc kế thừa thầy trò là chủ yếu. Lý luận cụ thể và niềm tin của bọn họ cũng ít khi truyền ra ngoài. Klein chỉ biết bọn họ chia thế giới làm ba tầng. Thế giới lý tính tuyệt đối, hay còn gọi là thế giới chân lý tuyệt đối, thế giới linh hồn và thế giới vật chất. Nghe nói tổ chức bí ẩn này còn từng có tiên tri. Đây không phải là danh sách đường tắt tương ứng với thầy bói à? Không hiểu được, không hiểu được mà. Klein lắc đầu, nhìn Admission đứng lên, lượn lờ sang góc khác. Hắn thu mắt lại, đi theo sau của nêu qua từng quầy hàng. Phát hiện trên đó có những thực vật như hoa ánh trăng, cam tay vàng, hoa hay cỏ dạ hương với các khoáng vật như bạc nguyên chất, thành anh vàng, hồng ngọc. Có vẻ như thứ gì cũng có nhỉ? Clean thầm nói một câu. Những tốp người yêu thích thần bí học xung quanh của hắn có già có trẻ, có nam có nữ, lúc thì dừng lại, khi thì phân biệt hoặc trao đổi khiến nơi này náo nhiệt hẳn. Cậu tự đi dạo một vòng đi nhá, tôi phải đi giả nợ đã. Nêu chỉ vào một trong hai căn phòng ở cuối. Ok vâng. Clint gật đầu, không để ý cho lắm. Hắn xách kệ ba to màu đen, Chậm rãi đi tới trước một quầy hàng bán bộ hộ mệnh tự chế, mà còn nghiêm túc xem xét một lúc. Đúng lúc lên đang định mở miệng, thì đột nhiên nghe tiếng người hỏi phía sau quầy hàng. Đây là bột do thược dược, răng bò mài ra sao? Thược dược răng bò, không phải tài liệu phụ của Master Khán giả hay sao? Lên quay người nhìn người hỏi. Bởi lúc ấy Chính Nghĩa nhắc lại loại vật liệu này nhiều lần, cho nên lên có ấn tượng khá sâu sắc với nó. Chương 69 Bùa hộ mệnh Clint đảo mắt qua Lên thấy người hỏi thược dược giang bò Đối phương đứng cách hắn đến một mét Mặc bộ vest màu đen Và đội mũ phớt mục màu Tay cầm một cái gậy ba toang mạ bạc Phần tay cầm Mặt đeo kính mắt mạ vàng Trông khá văn nhã Vâng, anh cần à Một lon ba sao le nhé Chủ quầy mặc một chiếc áo choàng màu đen Trông rất thần bí học Người văn nhã đeo kính mắt mạ vàng này suy nghĩ rồi nói Ờ, có thể bớt chút được không? Tôi còn phải mua mấy thứ khác Ví dụ như lọ cánh hoa mặt trời Và... Dìa trắng này Chủ quầy suy nghĩ vài giây Đáp lại với vẻ khá miễn cưỡng Thôi thì, hai sao le, sáu penny Tôi nghĩ anh không tìm được chỗ nào bán giá rẻ hơn chỗ tôi đâu Nhìn người đàn ông đeo kính mắt viền vàng này Không chỉ mua thực dược răng bỏ Mà còn mua cả hoa mặt trời dìa trắng Glenn lập tức cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua lần này hắn vẫn cẩn thận, gõ ấn đường mình hai cái thật nhẹ, dùng linh thị quét qua đối phương một lần. Không có vấn đề gì, thân thể rất khỏe mạnh, cảm xúc cũng không tệ. Anh này phải duy trì nha. Glenn thu hồi tầm mắt, quay người, nhìn về phía quầy hàng bán bộ hộ mệnh. Trong con người của hắn, những lá bộ hộ mệnh kia hiện lên rõ ràng. Có cái làm từ bạc nguyên chất, có cái từ sắt và cũng có cái làm từ vàng nhưng trong những bùa hộ mệnh này chỉ có hai cái, hai ba cái màu sắc khí chẳng mỏng manh thôi. Không đỏ rực thì cũng trắng nhạt hoặc vàng óng ánh. Điều này nói rõ chúng nó coi như là có linh tính đi, chứng tỏ mấy món bùa hộ mệnh này có tác dụng đấy. Mới vừa nãy Clay nhìn rất kỹ, xác nhận chủ quầy tự chế bộ hộ mệnh này có đôi chút bản lĩnh thần bí học. Anh ta lựa chọn nơi phát ra sức mạnh khác nhau cho chú ngữ khác biệt mà không phạm phải sai lầm nào cả. Chất liệu tương ứng làm từ nguồn gốc của sức mạnh khác nhau lại càng chính xác Đương nhiên Nếu chỉ là kẻ yêu thích thần bí học đơn thuần Chắc chắn sẽ có chỗ sai sót Clint lập tức phát hiện Chủ cửa hàng này không hiểu về chú ngữ lắm Không phải cứ dựa theo ngữ pháp Của tiếng Hermes Mà phiên dịch nội dung cầu khẩn Là có thể coi như là chú ngữ Chú ngữ bắt buộc phải phù hợp với cách thức nhất định Có quy luật độc đáo của nó một vấn đề khác là vì lựa chọn ký hiệu tượng trưng phù hợp trong nguồn gốc sức mạnh. Mà chủ quay này đã làm sai về cấp độ rồi. Dẫn đến trong mười mấy bộ hộ mệnh này chỉ có hai ba món là hoàn toàn chính xác thôi. Tỏa ra thứ ánh sáng nhạt. Còn hai ba món đó liệu đạt tới trình độ nào thì Clint chỉ có thể nói là dù sao còn tốt hơn là không có. Bộ hộ mệnh có hiệu quả thực sự yêu cầu trong quá trình khắc chú ngữ và ký hiệu tượng trưng. Người chế tác phải làm cho linh tính của bản thân mình lan ra từ mũi dao nếu muốn có hiệu quả tốt hơn, bắt buộc phải dùng nghi thức ma pháp để hỗ trợ. Mà hai món này, người bình thường gần như không thể làm được. Clayton gõ ấn đường như đang suy xét, Sử dụng cây gậy chỉ vào hai bùa hộ mạnh ở góc bên trái của quầy hàng hỏi. Hai món này bao nhiêu? Hắn không phải bùa hộ mệnh, bước bước đầu, có màu sắc khí chẳng, mà là bán thành phẩm, chỉ có bề ngoài thôi, còn chưa điêu khắc chú ngữ và ký hiệu tượng trưng. Với Clint mà nói, hắn hoàn toàn không cần mua mấy món bùa hộ mệnh với hiệu quả mong manh kia. Mục đích của hắn chính là chế tác bán thành phẩm thành bùa hộ mệnh thực sự. Hmm. Phải làm cho Benson và Melissa mỗi người một bùa mệnh mới được. Của ta thì có thể bớt xén ít vật liệu và tiểu đội cả các đêm cung cấp cho được. À, có phải ta bị lao nêu, dạy xấu rồi không? Nghĩ tới chuyện này mà chẳng thấy ai nói chút nào cả. Clint vừa suy nghĩ, vừa nhìn chủ quầy cầm hai bộ hộ mệnh bán thành phẩm làm từ bạc hai chiếc bộ hồ mạnh này hình dáng dài ở giữa có khắc rỗng xung quanh là những sợi lông vũ hệt như thiên sứ bọc lại vậy chạm khắc tinh xảo rất là đẹp mắt một cái đơn giản mộc mạc gần như là không có đường vân hay trang trí gì chính là một nét số tượng trưng cho ban đêm được nạm một hình tròn tượng trưng cho đỏ rực vậy là một kẻ yêu cái đẹp bên ngoài có thể nói lên liếc mắt một cái là thích chúng nó luôn rồi đây á giá sáu sáu le nha Chủ quầy là một người đàn ông trung niên ít nói Anh ta chỉ vào món đồ của mình Rồi tinh xảo nói luôn Anh ta dừng một chút Rồi khẽ vuốt ngón trông đơn giản kia Cái này năm sao le Ba Benny Đắt quá Thực tế chúng nó còn xa mới thành bộ hộ mệnh được mà Bị Benson và Melissa hôn đúc hàng ngày Nên Clint bắt đầu quen mặc cả rồi Trải qua một trận mặc cả Hắn mua hai món đó bằng bạc với giá 5 sao le, 6 penny và 4 sao le, 9 penny. Ừ, tạm thời chỉ có thể coi là trang sức bằng bạc thôi. Clint thầm nghĩ như vậy. Mà 10 sao le Barmeni này thì hắn khấu trừ từ trong năm bảng kinh phí gia nhập câu lạc bộ bói toán. Ngay sau khi Clint nhận hai món đồ bằng bạc rồi bỏ vào trong túi tiền, đang định đi dạo sang quầy khác, hắn bỗng nghe thấy một giọng nói dịu dàng ngây ngô. Này anh, vì sao anh không mua bộ hộ mệnh thanh phẩm? Clint quay đầu lại thì phát hiện người hỏi là một cô thiếu nữ chừng 15-16 tuổi. Cô nàng mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, không ít gen, tay cầm một chiếc mũ lụa có gắn duy băng. bởi vì anh định tự mình chế tác bộ hồ mệnh, em biết đó, đây là nguyện vọng của mỗi một người yêu thích thần bí học mà. Glen trả lời uyển chuyển, hắn không muốn khiến chủ quầy cho rằng mình định cướp mối làm ăn, tuy rằng hắn cũng từng nghĩ tới chuyện có nên dựa vào tay nghề kiếm thì biết thu nhập không. cô thiếu nữ kia có mái tóc nâu quan tự nhiên, khuôn mặt trẻ con, mập mạp trông khá đáng yêu. cô nàng nhìn Glen. Với đôi mắt màu lam nhạt Hỏi rất chân thành à, Thế liệu anh có thể giúp giúp em Lựa chọn một bộ hồ mệnh được không à, Em được bạn đưa tới đây Cũng vài lần rồi Khá là hứng thú với cả thần bí học đấy Nhưng vẫn chưa hiểu biết nhiều lắm đâu uhm, Cô ấy bạn của em sắp tròn 16 tuổi rồi Nên em định chọn mua một bộ hồ mệnh Tặng bạn ấy Bởi vì muốn làm bất ngờ Nên không đi cùng bạn ấy tới đây được Em có hỏi bạn ấy trước rồi Nhưng mà nhiều cái quan trọng quá thì lại không nhớ nổi lên cười rất thân sĩ nói à, Vậy em định chọn bộ hộ mệnh thế nào? Tránh tai nạn, cách xa bệnh tật Mang tới tài vật Yêu cầu khác biệt tương ứng với cả mỗi nguồn sức mạnh khác biệt nha Cũng chính là thần linh khác biệt đấy Mà thần linh khác nhau thì tương ứng với cả ngôi sao khác nhau Từ đó tương ứng với nguyên vật liệu khác nhau nha Ví dụ như chú ngữ tránh tai nạn Chắc chắn thuộc về nữ hoàng của tai nạn và sợ hãi rồi Cũng chính là nữ thần đêm tối đấy Mà làm kẻ yêu thích thần bí học Chúng ta nên biết biểu tượng của nữ thần đêm tối là mặt trăng và kim loại tương ứng của mặt trăng chính là bạc nguyên chất. Cho nên nếu muốn tránh được tai nạn thì tốt nhất là lựa chọn bộ hồng mệnh làm từ bạc và có chữ ngữ tương ứng. Nhưng lại cần ngôn ngữ của chú ngữ ấy đúng nha, cách thức đúng, ký hiệu tượng trưng cho nữ hoàng tay ách và sợ hãi, đúng, thần số đại diện, nhận dạng pháp thuật đúng, mối quan hệ vị trí tương ứng không sai. Ờ, à, chẳng qua, điều này rất phức tạp, không cần nói cho em làm gì cả. Clint lặng lẽ bổ sung trong lòng. Thiếu nữ nghe mà mắt sáng mời, lại ngơ vực hỏi. Là tín đồ của nữ thần, liệu có thể đeo bộ hộ mệnh của thần linh khác không? Ờ, à, không thành vấn đề. Chắc chắn thần linh không để ý tới mấy điều này đâu. Clint trấn an đối phương. Không thành vấn đề ở đây là chỉ người đeo, còn người chế tác nhất định phải cẩn thận. Nếu tín đồ của chúa tể bá táp mà định chế tạo bộ hộ mệnh của mặt trời vĩnh hằng quá nửa, là sẽ gặp phải ác ý cực kỳ. Đương nhiên, đây là nói về loại chế tác có nghi thức ma pháp hỗ trợ, còn cái khác thì không cần quan tâm. Thiếu nữ kia thở phào nhẹ nhõm. À, em muốn bổ hộ mệnh chúc phúc cho bạn ấy vì sức khỏe, vậy nên chọn vị thần linh nào đây? Mặt trời vĩnh hằng ạ? À? Mẫu thần đất đai hay là thần trí thức và trí tuệ? Cả mặt trời vĩnh hằng và mẫu thần đất đai đều không có vấn đề gì cả. Mặt trời vĩnh hằng đối ứng với cả mặt trời, mà tượng trưng của mẫu thần đất đai là sao mẫu là sao nâu? No? Clint mỉm cười rồi nói, vật liệu cho mặt trời là vàng, còn cho sao nâu no là chỉ. Anh đề nghị em chọn mặt trời đi, chỉ là không biết em có mang đủ tiền không thôi. Hắn đề nghị như vậy là vì trong ba món bùa hộ mệnh coi như bước đầu có linh quang kia, có một bùa hộ mệnh khỏe mạnh thuộc lĩnh vực của mặt trời. Đây không phải... Nói tới đây, thiếu nữ bỗng dừng lại, cảnh giác nhìn chủ quầy đang im lặng chờ đợi. Cô nàng ngâm nghĩ rồi hỏi. Xác định được vật liệu rồi, vậy làm thế nào để phân biệt được chú ngữ và ký hiệu tương ứng? Em biết tiếng hơi mét không? Cô trả lời. Ờ, có thứ giúp quà. Thiếu nữ ngượng ngùng đáp lại. Vậy để anh chọn giúp cho. Cô lên giơ gậy chỉ vào bộ hồ mệnh khỏe mạnh, chế tác từ vàng rồi nói. Cho dù là chú ngữ hay ký hiệu tương trưng thì đều không vấn đề gì cả nha. Thiếu nữ kéo làn váy hơi khuy chân xuống, cầm chiếc bộ hồ mệnh khỏe mạnh có đường văn mặt trời, cảm thấy cảm xúc ấm áp, cơ thể thoải mái theo. Ờ, cảm ơn cảm ơn anh nhiều nha cô ta đứng lên cạp kích cúi người thi lễ Clint cười ha hà nói tiếp đó là hai người trao đổi thôi anh còn việc đi trước đây lúc nói hắn liếc thấy ánh mắt của chủ quầy khá kỳ dị dường như đang có dự đoán có nên ba cho mình không hắn thầm cười không xen vào chuyện này nữa mà chậm rãi dạo một vòng quanh chợ đen này nhưng không phát hiện ra vật liệu phi phao nào cả lúc này nêu đã trả nợ xong rồi tay còn cầm một hộp gỗ sậm màu khi nhìn thấy Clint Ông ta chỉ vào căn phòng ở cuối rồi nói Nếu cậu muốn mua vật uh, hoặc là bán vật liệu siêu phàm Thì vào trong đó Dù sao không ai muốn khiến người khác biết mình muốn mua vật phẩm siêu phàm nào đâu À ok đã biết rồi lên gật đầu như đang suy nghĩ Tạm thời hắn cho có nhu cầu Nên lại cùng nêu đi ra khỏi chợ đen Mấy hoa tinh linh này hết bao nhiêu thế? Bỗng nhiên một giọng nói truyền vào trong tay của clan Hoa tinh linh Đây cũng là vật liệu của ma giờ khán giả mà Nghĩ thế, Glenn nghiêng người liếc nhìn thì lại thấy người đàn ông đeo kính với phần ngọng màu vàng kia. Sao thế? Nếu có vẻ hơi nghi hoặc. À không có gì. Glenn thu hồi tầm mắt. Tuy hắn là thành viên tương lai của tiểu đội kẻ các đêm, nhưng hắn không cảm thấy tất cả người phi phạm phải bị thu nạp, bị tống giam, mà hắn cho rằng phải tùy theo tình huống. Trong đó, khán giả chắc chắn là loại hình không gây hại gì cho xã hội rồi, cho vương quốc và cho thế giới này. Hơn nữa khả năng mất khống chế ở danh sách 9 là rất thấp. Ra khỏi quán ba Ác Long, Clint và Neil lên xe ngựa công cộng ra khỏi bến cảng. Khi tới khu phía Bắc thì tách ra, ai về nhà nấy. Khi xe ngựa công cộng lái vào phố Hoa Thị Tiên rồi dừng ở ven đường. Clint đang định xuống đột nhiên thấy một cô gái trẻ tuổi mặc váy dài xám trắng chuẩn bị đi lên. Cô gái này có mái tóc đen bóng mượt, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt dài và nhỏ, mũi quan tách riêng thì không coi là xuất sắc gì cả, nhưng tổ hợp lại một chỗ lại cho người ta cảm giác tao nhã và ngọt ngào. Glenn chú ý tới cô ta, không phải vì vẻ đẹp của cô ta, mà vì hắn thấy thân thể cô gái này khẽ run rẩy, mà không phải run rẩy bình thường. Này cô, cô không thoải mái à? Glenn hỏi một câu kiểu người tốt làm việc tốt. Cô gái trẻ tuổi kia lắc đầu quầy quầy. À không không không, tôi chỉ là bên ngoài quá mà thôi. Lúc này, người sau hắn bắt đầu rụng. Glenn đành phải xuống trước. Cho khi đứng vững Hắn mới lại chú ý tới chuyện vừa rồi Thế là hắn dùng ngón tay Ấn ấn đường của mình hai cái để xác nhận xem Cô gái kia thực sự có vấn đề gì không Nếu cô ta bị bệnh nặng Sắp phát tác rồi Hắn sẽ đưa cô ta đi bệnh viện Linh thị được mở ra Màu sắc khí trạng hiện lên Lên quay người để nhìn kỹ Về phía cô gái trẻ tuổi Ngọt ngào và tao nhã kia Chương 70 2 049 đã tới rồi Lọc cọc, lọc cọc Ngựa đã cất bước Bánh xe lăn đi Clint vốn mở sẵn linh thể Và quay người quan sát Đã không thể nhìn thấy cô gái trẻ tuổi ngọt ngào kia trong con người của hắn là cảnh tượng mái cha màu dám nắng di chuyển. Lúc này, hành khách vốn đứng chờ ở điểm đón xe đã lên hết. Cửa xe được đóng lại. Xe dần đi xa rồi Mà trong khoang xe ngựa phải có tới 23 vị khách Lại về khoảng cách quá gần nhau Nên khí chàng trồng chéo lên nhau Che phủ lẫn nhau Ở trong mắt của Clem Hệt như một cảnh tượng đủ mọi màu sắc vậy Rực rỡ lóe lên Khó mà phát hiện được Hắn lặng lẽ lắc đầu Dưa tay gõ ấn đường đóng linh thị lại Về hắn mà nói Vừa rồi là một loại gặp gỡ Nếu có thể giúp thì sẽ giúp Nhưng nếu đã bỏ lỡ rồi Mà tình trạng cũng không rõ cho lắm thì không phải nghĩ ngợi gì nhiều để mà làm chậm trễ chuyện của bản thân mình. Cô chậm rãi bước về phía nhà, dọc theo con phố Hoa Thủy Tiên, tạm coi là náo nhiệt giữa ánh trăng đỏ rực. Vào nhà, hắn thấy Melissa đang ngồi trên bàn ăn, vùi đầu làm bài tập mà trường giao cho giữa ánh đèn khí ga. Con bé khẽ cắn nắp bút, mày nhíu lại, cố gắng suy nghĩ. Bé Sơn đâu rồi em? Clint hỏi qua một câu. Dạ. Melissa ngẩng đầu lên, mờ mịt vài giây rồi mới đáp. Anh ấy bảo hôm nay đi qua nhiều khu, mệt đến mức người toàn mồ hôi rồi, đi tắm một lát cho thư giãn đã. Ừ, cứ lên cười một tiếng, rồi đột nhiên phát hiện ra Melissa đang mặc một chiếc váy mà hắn chưa thấy bao giờ. Chiếc váy này màu gạo trắng, có tay áo đùi dê theo mốt đương thời, cổ và vạt áo được gắn vòm hoa dìa lá sen. Ngoài ra không có thiết kế gì rườm rà mà lại là một loại váy dài nhẹ nhàng, mặc hàng ngày, thể hiện hoàn mỹ vẻ tươi đẹp của cô gái 16 17 tuổi này. "Hmm, ừ, váy mới sao em?" Clint mỉm cười hỏi. "Đây là phần chi phí mà hắn và Benson yêu cầu mãnh liệt mới quyết định được." Melissa đáp một tiếng. "Vâng ạ. Em mới lấy về từ chỗ phu nhân Rochelly đấy. Định là lát nữa chắc phải giặt nên mặc thử trước xem sao." Clint nghi mà nghi hoặc nói. "Phu nhân Rochelly?" không phải là hàng xóm ngay trước sao. Melissa gật đầu, giải thích rất hàn hoi. À, phu nhân Rocheni là một thợ may, chẳng qua không được may mắn cho lắm nên đành phải ở nhà may vá quần áo cho người khác thôi, sống cũng khá, vất um, vả một chút. Em biết cô ấy có tay nghề rất tốt, giá cũng rẻ hơn mấy cửa hiệu quần áo cũ, nên của các quý cô ấy mà lại rất vừa nên đã đặt cô ấy làm một chiếc váy mới, chỉ mất có 9 so le năm penny thôi, chỉ mất vài ngày cũng cùng một kiểu váy đấy ở bách hóa harrods phải mất một bảng đấy đúng là tiết kiệm mà em à anh biết chi ít một nửa nguyên nhân là em thương phu nhân rochini rồi Klein không chỉ trích hành động này của melissa mà trái lại lại cười rất nói em tới cửa hàng bách hóa harrods khi nào vậy đó là một cửa hàng nằm ở quảng trường house gần câu lạc bộ bói toán là nơi phải giai cấp trung lưu trở lên mới có thể chi tiêu được melissa nghẹn lời một lúc sau mới nói Là Selena và cả Elizabeth nữa Cứ khăng khăng bắt em đi cùng các bạn ấy Thực ra um, thực ra em thích bánh 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 răng Thích chỗ có máy móc hơi nước hơn Con gái thì thi thoảng đi dạo cửa hàng bách hóa um, Cũng rất tốt mà Cứ lên cười trấn ăn con gái của mình Tan gẫu vài câu Hắn vội lên tầng 2 Đi tắm rửa mùi hỗn hợp ở quan bar Ngay khi hắn định về phòng của mình Lấy quần áo thì bỗng nghe thấy tiếng động vang lên trong phòng tắm gần ban công nhỏ vài giây sau benson vừa lau tóc vừa mở cửa đi ra sao vậy có khen váy mới của melissa không em thấy clint anh ta mỉm cười hỏi một câu hình như em quên rồi chỉ hỏi làm ở đâu thôi clint suy nghĩ rồi đáp benson bật cười lắc đầu đúng là chẳng xứng với cả trước anh trai gì cả vừa nhận được váy là melissa thích đi mức không muốn đặt xuống đâu vất vả nấu ăn rửa bát xong làm bội vàng bằng, bằng nó luôn đấy đến giờ còn chưa chịu cởi ra kia kìa không phải em định Không phải em ấy định tắm xong rồi mới thay đồ à Tiện thể giặt rũ phơi khô luôn Glenn theo bản năng giải thích rồi Melissa Chờ Benson cảm thán. Mấy hôm nay nóng bức như vậy Con bé lại hì hụi trong bếp lâu thế Anh thấy tắm xong rồi Làm bài tập sẽ thoải mái hơn bây giờ rất nhiều đấy Cũng đúng Glenn chợt hiểu Hai anh em nhìn nhau cười Ra em là như vậy nha Melissa Con gái thích trưng diện thì có gì sai đâu đâu cần phải kiếm cớ làm gì hắn mỉm cười khẽ lắc đầu rồi đi phòng mình tắm xong clint nghe mang máng tiếng gõ cửa ở tầng dưới thầm nghĩ không phải đám nhân viên tới lấy tiền xu trong máy tính phí ga chứ cứ hai tuần mới tới một lần mà chẳng lẽ là phu nhân sa nhà bên cạnh sao không đúng nghe nói quý cô này tuân thủ rất nghiêm ngặt nghi lễ hết kết giao của giới trung lưu sẽ không tới chơi vào thời gian không thích hợp như này đâu trong lúc nghi hoặc lên lau người, mặc áo lót với quần dài tuy cũ nhưng rất thoải mái, rồi chạy bịch bịch xuống tầng. Hắn nhìn xung quanh như không thấy người lạ nào cả, Ben hỏi. Không phải ban nãy có người có cửa sao? Benson đang nhàn nhã đọc báo, nghe vậy Ben cười đáp. Là Beast Marbenton đấy, một trong những cảnh sát phụ trách phố trượt sắt này này. Anh ta tới hỏi chúng ta là hôm nay có gặp được một cậu nhóc tầm 18-19 tuổi với khuôn mặt tròn không? À, anh ta còn cho chúng ta một bức tranh chân dung nữa đấy. Tiếc là anh với cả Melissa chưa gặp bao giờ, không thể đã được tiền thưởng rồi. Còn chú thì sao, Clint? À, em không. Clint hiểu đại khái chuyện gì xảy ra. Kẻ xúi dục Jesse trốn ra khỏi khu quán ba Ác Long ở bến cảng Thành Công, chạy trốn tới phố chữ thập sắt và khu vực ở gần phố Hoa Thị Tiên, cho nên mới có cảnh sát tới hỏi. Mà điều này cũng cho thấy hành động vây bắt kẻ xúi dục đã tiếp cận thất bại rồi. Clint không nghĩ thêm nhiều gì nữa, bởi hắn còn chưa bắt đầu cuộc huấn luyện đánh lột mà khả năng bắn súng cũng chỉ coi như là nhập môn lúc này lại nghĩ cách đối phó với cả thích khách bẩm sinh thì đúng là lấy tính mạng ra đùa mà đêm nay hắn ngủ không yên chút nào rồi cứ lo tên kẻ suối dục kia sẽ lẻn vào nhà mình để trốn rồi tạo ra thêm một vụ huyết án nữa may là phố hoa thủy tiên bình yên cả đêm ánh nắng sáng sớm xua đi mọi lo âu lên bình tĩnh lại thay bộ vest, đội mũ phớt tay sách gậy ba tong rồi đi tới phố Giao Len, chào hỏi Rosane ở sành tiếp đãi. Chào buổi sáng, Clint. Rosane vui vẻ đáp lại, rồi hạ nhọng dò nói. Nghe nói hành động lớn tối qua thất bại rồi. Hành động vây bắt kẻ xúi dục ấy hả? Clint tò mò hỏi lại. Ừ, um. Rosane gật đầu thật mạnh, liếc mắt ra sau bức tường ngăn. Hình như là người đưa tin của tiểu đội kẻ trừng phạt phát hiện ra kẻ xúi dục ở bến cảng. Bọn họ vốn định chờ những người phi phạm khác với một chi tiểu đội hành động đặc biệt của sở cảnh sát đến để triển khai kế hoạch tranh thủ giải quyết không quấy nhiễu tới người thường tiếc là tên kẻ suối dục kia quá nhạy bén đã phát hiện ra vấn đề đúng lúc rồi phá vây trước đào tàu thành công rồi những lúc trên này bọn họ cần một người phi phạm có năng lực lần theo dấu vết ví dụ như tôi đây này có lên nói đùa lúc ấy không thiếu người có năng lực đó đâu đột nhiên tiếng nam vang lên rosane quay đầu lại thì thấy đội trưởng mặc áo gió màu đen đang tựa người vào khung cửa tường ngăn dùng đôi mắt màu xám sâu thẳm nhìn nhìn chằm chằm cô ta vội giơ tay bụng miệng lại sau đó lắc đầu liên tục tỏ về mình không nói gì cả đan rời tầm mắt sang người lên trầm tư lát rồi nói kẻ trừng phạt trái tim máy móc và kẻ các đêm chúng ta đều tổng cộng có 6 người vi phạm lần theo chi si vốn bị thương vào buổi phố ở phố chữ thập sắt đã phát hiện ra địa điểm trốn lâm thời của hắn rồi nhưng mọi manh mối đều bị đưa hết ở đây. Cho dù là dùng cách thức siêu phàm hay điều tra bình thường, đều không có tác dụng. Hắn như đột ngột bốc hơi vậy, biến mất hoàn toàn. Có cần tôi bói toán hỗ trợ không? Glenn lên dò hỏi. Đoàn kẽ lắc đầu. Trái tim máy móc, có kẻ gióng ngó bí ẩn, là một người phi phàm có thâm niên không thua kém lão nêu là bao đâu. Thậm chí tôi còn nghi ngờ ông ta đã ở danh sách 8 rồi đấy. Chỉ không rõ ma giờ tương ứng có tên là gì thôi. Hội linh chi có thể tồn tại tới giờ hẳn là có điểm đặc biệt. Các lên thuận miệng Chấn An đội trưởng một câu. Cả buổi sáng hôm đó hắn tiếp tục khóa thuần bí học như trước, tiếp tục lấy tư liệu lịch sử ra đọc, tiếp tục luyện tập một vài kỹ xảo. Khi bữa trưa tới gần, hắn dần không tập trung cho lắm. Vài phút trôi đi, hắn dứt khoát thu dọn tư liệu lại, nghe theo tiếng gọi của bụng. Đúng lúc này Dan Smith đi vào phòng của hắn. Đi vào phòng của nhân viên văn chức, nói với cả chất giọng trầm ấm và dịu dàng. Glenn, cậu đi với tôi tới cửa Genesee đi. Vật phong ấn 2049 đã được hộ tống tới rồi. Hành động tiếp theo có lẽ cần sự cảm ứng của cậu với cái bút ký kia đấy. Vâng. lên đáp rồi đứng dậy. Hắn bắt đầu nghĩ xem rốt cục vật phong ấn kia có hình dáng như thế nào. Liệu hành động lần này có nguy hiểm gì không? Trong sự im lặng có vẻ căng thẳng đó, hắn theo đăn xuống cầu thang, đi vào hành lang. Sau khi đi qua ngã tư, đăn bỗng dừng bước lại, nghiêng đầu và nói rất nghiêm túc. Cậu làm động tác này theo tôi phải luôn duy trì nó, không được phép dừng lại. Nhớ kỹ, không được phép dừng lại. Điều này liên quan tới sự an toàn của cậu đấy. Lúc nói, đan gặp cánh tay lại, rồi lại mở ra, sau đó lại gặp lại, rồi mở ra, cứ thế liên tục, không hề gián đoạn. lên ngơ ngác về đội trưởng biểu thị, đột nhiên hiểu ra. Bởi vì đặc thù của vật phong huấn kia sao? Đúng vậy, đan giật đầu trịnh trọng. Động tác như vậy khiến chúng tôi phát hiện ra rằng cậu xảy ra vấn đề gì. Từ đó giải cứu đúng lúc sẽ không có nguy hiểm gì về mạng sống của cậu. Vâng, Glenn không do dự nữa, bắt đầu động tác gập dưới tay. Nếu cánh tay này mỏi thì đổi sang cánh tay khác, đan lại dặn thêm một câu. Vật phong ấn 2 chín này có vẻ quái dị nhỉ? Động tác như vậy liệu có ý nghĩa gì không? Có vẻ rất nguy hiểm đây. Những ý nghĩ lóe lên trong đầu của Glenn. Hắn thận trọng nhìn đội trưởng. Vâng. Lòng của hắn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng vì cửa Genesis này đã ở trước mặt nên đành phải dàn xuống. Và lại với cấp độ bảo mật này Của mình Phòng trừng không được biết nhiều hơn Chỉ có thể hành động theo loài giận Glenn thở hát ra Đội trưởng tới phòng cảnh giác Ở ngoài cửa chianesi chương 71 Hiện tượng đình trẻ Glenn không ngừng lọc lại hành động Gập rưỡi tay ra Nhìn đăn miệng nghiêng người Mở cửa phòng canh gác Sự rất cẩn thận Cảnh giác cao độ và động tác bảo vệ hoang đường Và buồn cười này khiến thần kinh hắn căng thẳng, hệt như đi qua ngôi mộ trong đêm khi còn bé vậy. Vật phong ấn cấp 2 này nguy hiểm, phải sử dụng cẩn thận và tiết chế. Kể cả thành viên chính thức của kẻ các đêm cũng không biết rõ chi tiết. Không rõ là nguy hiểm tới cỡ nào. Trong lúc căng thẳng, lên khó mà ngăn cản thân khỏi liệu việc suy nghĩ nhiều. Đúng lúc này đầu của hắn bỗng tê dài, hết như bộ xử lý bị mất điện vậy. Mọi thứ trong tầm mắt hắn trở nên chậm chạp ngay cả động tác gập và dưới tay của mình cũng như thế. Hắn thấy đội trưởng đang ngừng lại, như những hình tượng quay chậm từng bước tới gần mình vậy. Thế anh ta chậm chạp, vươn tay ra, đẩy bà vách mình một cái. Đột nhiên suy nghĩ và tầm mắt của lên bình thường trở lại, hệt như những gì vừa xảy ra là ảo giác vậy. Chuyện gì vậy? Hắn khẽ hỏi, hãy còn mờ mịt và hơi kinh hãi. đan lắc đầu với hắn nói, cậu chú ý quan sát đi. Vừa nói xong anh ta quay người đi vào phòng của canh gác. Glenn theo sát phía sau, thấy bên trong có bốn người đang đứng hoặc ngồi. Theo đó là thi sĩ nửa đêm Leonard, còn ba người khác thì Glenn chưa bao giờ gặp mặt. Nhưng giờ bọn họ có một điểm chung, đó là đều đang lòng tác gặp dưới tay, không hề lơi lỏng. Glenn Monetti có cảm ứng kỳ diệu với cuốn bút ký gia tộc Antigius. đang giới thiệu sơ qua một câu, sau đó anh ta chỉ vào ba người xa lạ kia nói. Đây là những người tới từ giáo hội Bách Lăn, hộ tống vật phong ấn 2049 tới đây. Đây là cô Lô lô ta, danh sách 8 kẻ đào mồ, đồng thời cũng là một tay súng thiện xạ đây. Lúc này, người phụ nữ tóc đen, tuổi chừng 30, gật đầu, đầy hiền lành với Clint. Cô ta có khuôn mặt ưa nhìn, không đội mũ và mặc quần áo như kiểu menswear vậy. Áo khoác đen, sơ mi trắng, quần dài màu đen bó sát người và giày da cùng màu, khóe miệng nhếch lên. Chờ khi Clint chào hỏi xong, đan với chỉ vào quý ông ngồi ở phía sau bàn làm việc. Ôn Hasen, một lão già giống tôi. Anh ta còn chưa nói xong, Clint đã thấy động tác gập dưới tay của Ôn Hasen mặc áo gió màu xám kia trở nên cứng nhắc, hệt như bánh răng thiếu dầu bôi trơn vậy, hoặc các khớp bị dì sét vậy. Chuyện gì vậy? Trong khi Clint ngơ ngác, hắn đã thấy ta đẩy Ôn Sơn một cái và động tác của ông ta đã bình thường trở lại. Vừa rồi mình cũng bị giống như vậy, Clint sửng sốt, sau đó giật mình đây là biểu hiện nguy hiểm của vật phong ấn hai không sao nếu không được đánh thức đúng lúc thì sẽ sẽ chuyện gì đây có phải là sẽ biến thành xác sống không mang theo những nghi hoặc ấy lên chào người đàn ông trung niên Old Hassan trông rất quyến rũ này một tiếng Borgia đang chỉ vào kẻ các đêm cuối cùng giới thiệu đây là một người đàn ông lạnh lùng với vết đau ở má đôi mắt màu nâu vàng nhạy bén hệt như mắt diều hâu vậy của anh ta không ngừng quan sát những người ở nơi này Chúng ta lên đường thôi các vị. Mau chóng kết thúc, nhanh chóng phong ấn hai không muốn chiến lại đi. Quý ông trung niên Ôn Hassan này có khuôn mặt anh tuấn nhưng khóe mắt đã có nếp nhăn đứng dậy vậy. Hả? Vậy hai không muốn chiến đâu? lên tò mò nhìn quanh một vòng nhưng không phát hiện sự tồn tại của vật phong ấn đâu cả. Đương nhiên, chỗ bị màn che khuất thì Klein khi chưa mở linh thị ra không cách nào nhìn thấy. Ok, đan nghiêng đầu nói với cả Leo Lac Michel. Cậu phụ trách lái xe đi. Chuyện này tốt nhất không để cho cây sơ tham dự được. Cây sơ mà anh ta nói chính là nhân viên văn chức phụ trách lĩnh vực mua sắm vật tư của tiểu đội kẻ các đêm ở thành phố Tiên Gen này. Đồng thời kiêm cả chức lái xe ngựa cũng chính là người lái xe khi đưa lên tới chỗ ở của Wells để gặp người thông minh Daily. Không thành vấn đề, Leo lắc thu hồi vẻ lỗ mãng, nghiêm túc gật đầu. Lúc này Clint thấy Olsen cúi người, nhấc một dương sắt màu đen lên từ nơi bị bàn treo khuất. Dương này có các ngôi sao rực rỡ và mặt trăng tròn đỏ rực trên nắp. Xung quanh là đầy cảm giác bịt kín vô hình. Bên trong là vật phong ấn à? Không biết trông 2049 như thế nào nhỉ? Cứ lên tò mò quan sát chiếc dương kia. Thông, thông, thông. Tiếng gõ vào thành dương đột nhiên vang lên, khiến cho bề mặt dương phong cả lên. Thông, thông, thông. Dường như có thứ gì đó khủng khiếp ở bên trong, đã thức tỉnh, đang đập rất mạnh từng cái một. Mỗi một cú đánh đều đánh lên tâm lý của mỗi người trong phòng này. Sống sao? Clint vừa nghĩ vậy thì đã thấy động tác gập dưới tay của đội trưởng Dan Smith trở nên đình trệ rồi. Các khớp xương cứng như bị rót để keo dính vậy. Boriga kia kẻ gác đêm tới từ Bách Lan đẩy bà vai của Dan khiến động tác của anh ta trở lại bình thường. Trạng thái sau khi bị 2049 ảnh hưởng hệt như đang nhảy điệu robot thì phải. Nếu tất cả đều bị ảnh hưởng thì sao? Chả phải là thành một lũ vũ đoàn nhảy break dance sao? May là hình như 2049 mỗi một lần chỉ có thể ảnh hưởng tới một người thôi. lên dùng cách cười nhạo để làm giảm sự căng thẳng trong lòng đi. Đồng thời cũng không dám quên động tác duỗi và gặp tay của mình. Hắn học đan, đợi cái ba toang lại, rồi đi theo sau năm vị kẻ các đêm đi qua hành lang, lên cầu thang tới tầng 2 của công ty bán gai đen này. Vì Leo Lắc đã đi trước thông báo nên rosanne và những người khá tạm thời né tránh đến tầng 3. Với những nhân viên văn chức như bọn họ mà nói, những chuyện tương tự không được coi là phổ biến, nhưng chắc chắn không sao lại gì cả. Mà kể các đêm, Conley thì tạm thời thay đan cảnh giác cửa chianesi Mãi tới khi lên xe ngựa, lên mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai, không chín, không ảnh hưởng tới những người trên phố này sao? Chỉ đi từ lòng đất lên đường thôi mà vật phong ấn 2049 này đã 6 lần tạo ra hiện tượng chậm chạp rồi. Trong đó, hắn bị hai lần, Mãi được đội trưởng Đan và Leo Mi Chào đánh thức. Tần suất này phải nói là quá kinh khủng. Không cần để ý đâu, 2049 này ưu tiên những sinh vật hình người trong khu vực 5m. Càng gần thì càng dễ bị nó lựa chọn. Mà chỉ cần chúng ta duy trì ít nhất 3 người ở quanh nó thì những người đi qua bên ngoài xe ngựa này sẽ không bị ảnh hưởng đâu. Lolotas với tóc đen và khuôn mặt ưa nhìn giải thích với ngữ khí có vẻ lười biếng. Thật là một vật phong ấn kỳ quái mà. Clint vừa làm động tác gập tay vừa cảm khái. Trên đường tới nhà của Rabbi đám người dance không ai nói gì cả. Tất cả đều tập trung chú ý trạng thái của người khác. Chỉ có Lolota là không thèm để ý thôi. Lúc thì thưởng thức đường phố không sạch sẽ cho lắm của thành phố Tiên Gen này. Khi lại khen hệ thống thoát nước của Bách Lan vài câu. Không lâu sau, tòa nhà quen thuộc hiện ra trước mắt của Clint. Một hàng sáu người giám thị lẫn nhau mà từng bước đi lên tầng 3. Cửa nhà Rabbi đã được dán dấu hiệu của Cục Cảnh sát thành phố Tiên Gen rồi tỏ ý muốn không liên quan không được đi vào đan một tay làm động tác duỗi cặp cánh tay tay kia lấy chìa khóa mở trước cửa ra sau đó nghiêng người làm cho sen Xách dương sắt màu đen kia đi vào bên trong trước thùng 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 bật phong ấn trong dương lại đập vào thành dương một cách mãnh liệt hơn cuồng bạo hơn trước hơn nữa khiến cánh tay của sen phải lắc lư theo làm cho clyen thậm chí phải nghi ngờ rằng thành dương sẽ bị đánh thủng mất thôi thùng thùng lên bỗng thấy động tác gặp tay của đội trưởng đan trở nên chậm đi hắn đang định đẩy anh ta thì đầu bỗng tê dại cảnh tượng trong mắt hắn lập tức biến thành cảnh quay chậm không phải là bảo một lần sao trên người thứ tới một người suy nghĩ của có lên chậm dần lại lúc này lolota và bogia kia đã chuẩn bị sẵn giơ tay đẩy hai người năng lực suy nghĩ khôi phục như cũ tầm mắt cũng bình thường trở lại lên sợ hãi nhìn xung quanh suýt thì bật lời chất vấn ra khỏi miệng không phải nói hai người sao? May mắn lúc này mình không ngừng làm động tác gặp dưới tay. Vật phong ấn 2049 đã tiến vào trạng thái cuồng bạo hóa. Số người bị ảnh hưởng mỗi lần tăng lên thành hai Có thể xác nhận rằng Rebiber chính là hậu duệ của gia tộc Antigius rồi. Old nói với cả phương thức máy móc hóa. Lola khẽ hát cười một tiếng, nhìn lên và nói Chỉ cần gặp hậu duệ của gia tộc Antigius thôi, cho dù là chỉ con mùi 2049 đều trở nên vô cùng kích động, năng lực cũng tăng lên rõ rệt nha. Tôi nghĩ chắc cậu hẳn là thiếu được tâm tình của nó rồi. Không hiểu chút nào cả, lên tò mò hỏi. Cho nên nó là một sinh vật sao? Lô, Lô ta cười, không trả lời thẳng câu hỏi này. Chút nữa, cậu sẽ biết thôi. Chỉ cần theo mơ còn chưa chạy khỏi thành phố Tinh Ghen này, 2049 dẫn chúng ta tìm được hắn thôi. lên đành phải ngừng câu hỏi khác, theo mấy vị cả các đêm này dạo qua căn phòng một vòng trong tiếng đập thùng thùng mạnh mẽ này bọn họ khóa cửa phòng lại đi xuống cầu thang quay về xe ngựa ôn hassan nhìn ra ngoài cửa sổ mấy lần xác nhận trong phạm vi 5 mét xung quanh này không có người đi đường nào thế mới đặt dương sắt xuống vặn mở chốt cởi gông xiềng xích linh tính tiếng đánh hung mãnh kia đột nhiên dừng lại khiến toàn bộ buồng xe ngựa này tĩnh lặng như tờ thậm chí còn không nghe được tiếng hít thở nữa lên ngừng thở thấy năm dương sắt màu đen đang từ từ mở ra phát ra tiếng kèn kẹt, kẹt làm cho người ta cảm thấy ê tai keng dương đổ nghiêng một cánh tay nhỏ màu nâu chỉ dài bằng ngón tay của một đứa trẻ nhỏ thò ra hai cánh tay thay phiên ấn tới phía trước một thứ màu nâu đỏ to bằng lòng bàn tay người bình thường từng khúc từng khúc xuất hiện trước mặt đám người lên nó có những khớp xương kiểu tay đôi ngón tay và khớp gối rất rõ ràng toàn thân nó được cuốn kín bởi mảnh vải màu nâu dính đầy dầu mỡ Mặt nó được bôi những vết thuốc màu vàng đỏ như thằng hè vậy. Đây là một con rối gỗ có khuôn mặt quái dị mà. 2049 ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đen sì không đồng tử nhìn về phía cơ lên. Nó chậm rãi nhếch khóe miệng cứng nhắc để lộ nụ cười trông hệt như tên hè vậy. Chương 72 lần theo dấu vết. Khuôn mặt rối gỗ bị thuốc màu vàng đỏ bôi thành hình dáng tên hề khóe miệng hai bên nhếch cao tạo ra nụ cười trông rất buồn cười khi nó há miệng để lộ khoang miệng sâu và đen bên trong lên vốn ở phía đối diện nó bỗng tóc gáy dựng đứng lên sợ hãi mãnh liệt trước nay chưa từng có bỗng ùa lên trong đầu trong mắt của hắn là một màu xám xịt hay như quan sát thế giới qua một tầng thủy tinh màu trà đai vậy suy nghĩ cuộc lên nhanh chóng chậm lại theo bản năng hắn định cầu cứu nhưng cổ họng đã bị một sợi dây thừng quấn chặt rồi, không phát ra được âm thanh nào cả. Từ kia chỉ có thể dừng lại trong cổ họng thôi. Cùng lúc đó, Dan nhận ra động tác, gãy tay của hắn đột nhiên khựng lại, bèn để hắn một cái thật mạnh. Tấm thủy tinh màu trà trước mắt của Glenn tức thì vỡ vụt, từ giúp cũng vọt ra khỏi cổ họng của hắn, vang lên trong buồng xe ngựa với vẻ kinh hoàng chói tai. Nó mạnh hơn rồi. Glenn trần thuật với ngữ khí thẳng định. Ở cùng bật phong ấn kỳ dị như 2049 này, nếu sơ ý cái là sẽ rơi vào nguy hiểm đáng sợ ngay. Không, đây hoàn toàn không thể bị phòng bị được, chỉ có thể dựa vào biện pháp khác để tránh né thôi. Đó là điều bình thường mà, ôn ha sân gật đầu, nói với vẻ bình thản. Lô lô ta thì khẽ cười một tiếng, hình như nó thích anh rồi, yên tâm, nó là thứ tương đối không quá nguy hiểm trong các vật phong ấn cấp 2 đâu. Trong tiếng nói đầy vẻ lười biếng này, con dối với các khớp gỗ rõ rệt hệt như tương ứng với con người đứng lên lung ta lung tung lay về phía bên trái động tác của nó rất là cứng ngắc hệt như một cỗ máy hơi nước đã dỉ xét nhiều năm vậy mà còn quên thêm dầu bôi trơn rồi Điều nhảy robot sao Glenn bỗng nghĩ tới mấy tửa này có suy đoán mới về nguyên nhân 2049 tạo ra nguy hiểm nó sẽ đồng hóa sinh vật mà nó khống chế nếu vừa rồi mình mà không được người ta đánh thức đúng lúc như vậy sẽ thành một con rối có hình thể người thường sao búp bê baby sao phiên bản người thật trong lúc lên mải suy nghĩ, Ôn được đăn đánh thức, vừa gặp dối tay, vừa chỉ vào hướng mà dối gỗ bước đi, rồi nói với cả Leo Lack lái xe đi hướng đó. Leo Lack không cách nào khiến xe ngựa đi xuyên qua tòa nhà này được, đành phải vòng nửa vòng. Trong quá trình này, 2049 không ngừng điều chỉnh hướng đi, kiên trì đảm nhiệm kim chỉ gia tộc Antigius. Thấy cảnh đó, lên không ngừng hoạt động cánh tay, lại muốn cười trong sự căng thẳng này. Nghe nói 2049 được gia tộc Antigus chế tạo ra. Vậy nó đây là đang thể hiện sự trung thành hai điển hình của việc hại cả chủ đây. kế tiếp trong tiếng nhắc nhở liên tục của Hansen, leo Leolac điều khiển xe ngựa đi qua đường phố, chạy thẳng theo một đường phương hướng. Mỗi một lần con rối gỗ 2049 sắp đi tới gần khung xe, thì đều bị Onhason đặt lại chỗ cũ, lại tiếp tục đi. Mỗi khi như vậy, miệng nó sẽ mở to ra, cùng lúc đó hai người sẽ bị khống chế sự căng thẳng trong lòng của lên cũng giảm theo, hắn lại cảm thấy vật phong ấn hai bốn chín này không quá đáng sợ cho lắm, chỉ cần có ba người ở cùng nó thôi, biết động tác gập dưới tay và biết kỹ xảo đánh thức đồng đội cùng lúc thôi, như vậy hai bốn chín chỉ là một con rối gỗ có vẻ đặc biệt mà thôi. xe ngựa phi nhanh trên đường nhanh chóng lái vào bến cảng tới thẳng nhà kho, sau mấy lần lượn vòng mà xác nhận nơi này nơi hai bốn chín muốn đi vào là một kho hàng màu xám trắng ở trong cùng bên hông, O’Hareson tỏ ra nghiêm túc, cẩn thận cầm dối gỗ, rồi nhét vào trong dương sắt màu đen. Thùng thùng thùng. Trong tiếng đánh rất mạnh liên tục, O’Hareson với sự trợ giúp của Boria và Lolota lại được đánh thức nữa, vất vả mãi mới cài được chốt khóa. Sau đó, rót linh tính chuyển động ký hiệu ngôi sao và mặt trăng đỏ trên nam dương. Sự bị kín vô hình tái hiện, O’Hareson thở phào một hơi, xuống xe thôi. Giọng nói trầm và dịu của Dan Smith cũng vang theo lên. Leo lắc, cậu buồn ngựa ở đây là được rồi. Sáu người, cả nam cả nữ, người mặc áo gió, kẻ mặc vét hoặc sơ mi, không xuống xe ngựa. Đi tới kho hàng ở trong cổng bọn họ vừa đi, vừa rút gặp cánh tay. Điều này thêm vài phần buồn cười vào hoang đường và bầu không khí có vẻ căng thẳng hiện tại. Nhóm nhảy kẻ các đêm. Clint chỉ có thể dùng từ này để nhạo báng giảm bớt sự cảm giác căng thẳng. Chẳng qua, không làm vậy không được, bởi theo những gì hắn quan sát được thì ảnh hưởng của 2049 đầu tiên là thể hiện ở nửa người trên. Nếu phát hiện đúng lúc, sẽ tránh việc rơi vào trạng thái nguy hiểm hơn. Vì vậy, chỉ có các sự lựa chọn là dưới gập tay, xoay cổ, lắc lư cơ thể, mà mấy động tác sau thì nhìn có vẻ là đám côn đồ quá. Về phần động tác nháy mắt hoặc nhướng mày thì sẽ dễ bị bỏ qua, hoặc biên độ của động tác này quá lớn đều không phải sự lựa chọn tốt nhất nhóm nhảy còn tốt hơn đám chậu tre vịnh la đồng nhiều lên thả dài chấp nhận số phận mà theo sát đám người đội trưởng mà càng tới gần cửa hang kho sự bất an và lo lắng trong lòng hắn lại càng trầm trọng hơn bởi vì không ai rõ công bút ký kia sẽ khiến reo Bieber biến hóa như thế nào nếu xảy ra vấn đề nghiêm trọng Clint không dám hy vọng xa vời rằng còn có thể nguyên vẹn một lần nữa giải xuyên về trở về hơn nữa trong lúc thái thịt thái rau bình thường hắn phát hiện ra mình vẫn bình thường vẫn chảy máu tốc độ miệng vết thương khép lại cũng thuộc lại bình thường thôi, chứ không phải loại sinh vật quái đản. Đang đi, đan đột nhiên giơ tay lại, ra hiệu cho mọi người dừng ở trước cửa nhà kho chừng 10 mét. Glenn, cậu thử bói xem bên trong có nguy hiểm gì không, nếu biết được đại khái mức độ nguy hiểm thì càng tốt. Đan quay đầu nói với cả Glenn, đôi mắt xám của anh ta vẫn sâu thẳm như trước, không thấy chút sợ hãi nào cả. Glenn nghe gật đầu, ngừng động tác giữa cặp tay lại, đưa tay phải về phía cổ tay trái rồi cởi sợi xích cho con lắc thành anh vàng xuống. Bởi vì cánh tay đang cử động nên khi hắn hành động chậm lại thì được đan phát hiện kịp thời đánh thức đúng lúc. Cái lên tay trái cầm sợi xích bạc làm cho thành anh vàng rủ xuống dưới một cách tự nhiên. Đồng thời khiến tay trái rưỡi gập với biên độ rất nhỏ. Chờ khi thành anh đứng vững hắn khép hở hai mắt phát thảo hình dáng quả cầu ánh sáng mà tiến vào trạng thái minh tưởng miệng lẩm nhẩm Trong kho hàng có nguy hiểm không? Trong kho hàng có nguy hiểm không? Sau 7 lần, hắn mở mắt ra, thấy con lắc thằng anh vàng chậm rãi quay tròn theo trường kim đồng hồ. Nó quay càng lúc càng mạnh, cuối cùng thì chậm lại chỉ còn có cảm giác sắp kéo cả tay trái còn lên theo rồi. Gặp nguy hiểm rất lớn. lên báo cáo chi tiết, thuận trường kim đồng hồ nghĩa là khẳng định là làm nhầm kia, còn ngược trường kim đồng hồ là phủ định. Đối với cả những người phi phạm khác mà nói, cho dù là kẻ do ngó bí ẩn, khi dùng phương pháp con lắc cảm xạ thì cùng lắm chỉ dò ra được có nguy hiểm hay không chứ không thể biết thêm thông tin về mức độ nguy hiểm như nào nhưng Klein phát hiện khi hắn sử dụng con lắc cảm xạ này thì chuyển động của con lắc này sẽ phân theo từng cấp độ tỏ ra mức độ khác biệt của đáp án điều này tuy không chính xác hoàn toàn rất mơ hồ nhưng có thể khiến người ta phán đoán sơ bộ được tình huống cụ thể không hổ là ma dược thầy bói Klein cảm thấy rất vui mừng ngay khi hắn định cất con lắc thạch anh vàng đi thì Leo Lắc Michel vốn im lặng nãy giờ bỗng mở miệng. Lại bói thêm xem xung quanh, có nguy hiểm không đi? À đúng rồi, tôi sợ bộ mật tu vẫn không chịu từ bỏ đâu, vẫn theo dõi nhà Rebiber đấy. Sau đó theo chúng ta tới đây, quấy rối vào lúc quan trọng. Ân cả đầu đồng ý. Glenn bèn hít thở sâu một hơi, lại tiến vào trạng thái yên bình thanh khiết. Chờ khi xích bạc dừng lại, hắn lẩm nhẩm trong lòng. Xung quanh có nguy hiểm, xung quanh có nguy hiểm. Glenn lặp đi lặp lại mấy lần sau mới mở mắt, nhìn xích bạc trong con ngươi màu nâu sộng của hắn đầu tiên là con lắc thạch anh vàng di chuyển theo chừng theo chiều ngược kim đồng hồ sau đó bỗng nhiên dừng lại rồi xoay theo chiều kim đồng hồ xung quanh có nguy hiểm clên lòng căng thẳng thận trọng nói hơn nữa còn có kẻ địch quấy nhiễu việc xem bói nhưng trong cuộc đối kháng vô hình này kẻ đó đã thua mình rồi hắn vừa nói xong một quả cầu lửa màu cam to bằng nắm tay đột nhiên lao tới từ đằng xa nó bay tới với tốc độ cực kỳ nhanh đánh thẳng vào mọi người Dan Smith vốn rút khẩu súng ngắn ổ xoay ra từ trước khi lên bói toán lập tức giơ tay bóp cò với tính toán từ trước Đùng! trong tiếng súng nổ quả cầu lửa không hề lay động chút nào cả mà vẫn lao tới theo quỹ đạo lúc trước dường như muốn làm cho người ta không thể không tản ra để né tránh được ban đầu lên không quá để ý kẻ quấy rối này bởi nơi này có 6 người phi phạm thậm chí là cả danh sách 8 và danh sách 7 phải nói là đội hình có thể tung hoành ở thành phố tin gan nhỏ bé này nhưng khi quả cầu đánh tới hắn mới nhận ra một sự thật rằng bọn họ mà nói kẻ địch nguy hiểm nhất không phải là kẻ bám theo không phải là kẻ quấy rối thậm chí không phải là rabi không biết đang ở trong tình trạng nào mà ở trong kho hàng kia mà là vật phong ngấn 2049 một khi nhóm của hắn phân tán thôi phải chiến đấu mà không đánh thức đồng bạn đông lúc như vậy từng người sẽ trở thành rối gỗ của người thật trong lúc suy nghĩ rối loạn cả lên Clint bị Leolac kéo một cái, theo đối phương lăn ra ngoài tránh được quả cầu lửa. Không kịp xót bộ quần áo trên người, hắn thấy nhóm kẻ khác đêm chia làm hai nhóm nhỏ với số lượng tương đương. Phục. Quả cầu lửa màu cam rơi xuống đất, không dấy lên nổi chút bụi bặm nào cả, Hết như chẳng có gì xảy ra cả. Ao ảnh sao? Kên vừa nghĩ như vậy thì đã thấy Ôn Ha nhấc dương sắt lên rồi ném nó sang một bên, cách ít nhất 10 mét. Rồi sao nó ra, canh chừng nó. Ôn hét lên. Ông ta còn chưa nói xong, Leolac và Boriga đã chia nhau đi tới rồi, cách ít nhất 7 mét để bảo vệ Dương tránh kẻ khác tiếp cận. Mà và Lolota thì tự cầm súng đứng chung một chỗ với cả Ôn Vốn đã giúp một thanh kiếm mảnh màu bạc ra, tạo thành đội ngũ hình vòng cung, xông tới vị trí hắn quả cầu lửa, cũng để ý các khu khác. Thấy cảnh đấy, Klein vốn phải làm động tác duỗi gập và không mang gậy trống lập tức thả phạm nhẹ nhóm Biết rằng mình đã bỏ qua một vấn đề quan trọng rồi, đó chính là 2049 chỉ ảnh hưởng trong một phạm vi giới hạn thôi, chỉ cần cách nó một khoảng cách vừa đủ là không bị nguy hiểm. Clint vừa quay người lại, một tay nhét con lắc thạch anh vàng vào tuy áo, tay kia rút khẩu súng lục ra từ bao súng dưới nách